sinh ra làm con phải biết hiếu thảo, mẹ cha sinh thành dưỡng dục ta lớn khôn, không quản ngại gian lao bao nắng sớm chiều, nguyện ghi sâu trong lòng công ơn nuôi dưỡng. Gương hiếu thảo. Nhị thập tứ hiếu, tập 11, chôn con cứu mẹ. Kiều Tấn, Hà Nam, Lâm Quyện, Quách Phủ. Mẹ. Đại ca đại tẩu. Nhị đệ, tam đệ. Đại ca đại tẩu, hai người làm gì vậy? Vậy là sao? Mẫu thân à, con xin phép nói. Hai vị đệ đệ, hôm nay mời hai đệ tới đây, vì huynh có một chuyện muốn bàn bạc với hai đệ. Phụ thân qua đời đã lâu, hôm nay theo ý của mẫu thân, phân chia một số gia dụng cho hai vị đệ đệ. Tiền bách giáo còn lại 2.000 quan, hai vị đệ đệ mỗi người 1.000 quan. Nhà cửa bách gia hiện có hơn 40 căn, hai vị đệ đệ mỗi người 20 căn. Huynh và mẫu đơn dọn ra ngoài ở. Đại ca, tại sao huynh không nhận phần của mình chứ? Đúng đó đại ca, huynh còn phải chăm sóc mẹ, như vậy đâu có được. Như vậy sao mà không được chứ? Trước đây phụ thân còn sống, chính người đã làm chủ hôn cho huynh, đã tốn rất nhiều ngân lượng. Với lại huynh là con trai trưởng nên phải báo hiếu với mẹ. Trước mặt các huynh đệ, huynh phân chia rõ ràng. Đại ca. Được rồi, huynh đã quyết định sẽ không thay đổi. Được rồi, nhị đệ tam đệ, tụi con hãy nghe lời của đại ca. Tính tình của nó đâu phải là tụi con không biết. Mẹ à, làm vậy đâu có được. Đại tẩu, như vậy thiệt thòi cho hai người quá. Đúng đó đại tẩu, đều là huynh đệ mà. Đại tẩu mau khuyên đại ca đi. Sao hả? Hai đệ sợ tẩu không chăm sóc tốt cho mẹ sao? Không phải đại tẩu, tẩu hiền lương thục đức, chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho mẹ. Chỉ có điều là... Được rồi, thôi đừng nói nữa. Nhưng có một điều, số ngân lượng này cho bọn đệ cưới vợ sinh con nở mày nở mặt, nếu như ai dám làm bậy, đừng trách đại ca không khách sáo. Lúc đó bọn đệ khóc lóc than nghèo, huynh cũng không giúp được đâu. Dạ, dạ đại ca. Mẫu thân à, bây giờ chúng ta đi thôi. Đi mẹ. Chúng ta đi thôi. Từ từ thôi. Mẹ. Mẹ. Nhị đệ tam đệ, lúc nào rảnh rỗi tới thăm mẹ ha. Dạ mẹ. Mẹ đi thông thả. Đại ca đại tẩu đi thông thả. Mẹ à, bảo trọng. Đại ca đại tẩu, hai người cũng bảo trọng. Đi thôi. Nhị thập tứ hiếu, chôn con cứu mẹ.
Mẫu thân à, chúng ta có thể dùng cơm được rồi. Ừ. À, nương tử à, sao rồi hả? Tướng công, chàng xem đi nè. À, đẹp thật đó. Mẫu thân nhìn thấy chắc chắn là sẽ rất thích. À, cơm nước đã chuẩn bị xong rồi, nàng mau thu dọn đồ đi, chúng ta vào nhà dùng cơm. Ừ, được rồi. À, để thiếp. Ừ, để thiếp làm. Đại thiếu gia. Ô, đại thiếu gia. Chào ông chủ. À, đúng rồi. Nè, ông chủ à, đây là làm tiền thuê nhà tháng này, còn thiếu một ít. Huynh nhường nhà cho hai người để đại thân sao? Tiền tài chỉ là vật ngoài thân thôi, đại trượng phu thì phải dựa vào sức của mình chứ. Đúng vậy. Tiền tài đó xem như là chút tấm lòng của ta tặng cho hai đệ đệ. Nếu như huynh đệ trên đời này ai cũng giống như huynh thì thiên hạ thái bình rồi. Ông chủ quá khen rồi. Số tiền tôi còn thiếu, mấy ngày nữa tôi gom đủ ngân lượng sẽ đem qua cho ông chủ. À, không gấp. À, số bàn và ghế ở nơi này cũng đều đã cũ hết rồi, huynh cứ tạm thời sử dụng một vài ngày. Ông chủ à, cái này cần phải tính tiền, cái này không thể sử dụng không được đâu. Ê, khách sáo gì chứ, cái này xem như giúp mẹ huynh thuận tiện một chút, huynh cứ sử dụng thoải mái đi. Vậy Quách Cự thay mặt mẫu thân đa tạ ông chủ. Vậy xin cáo từ. Đa tạ. Đi thông thả. Còn đó đúng là khéo tay. Mẫu thân à, hả? Chúng ta dùng cơm thôi. Được, dùng cơm thôi ha. Nè. Ừ. Dạ. Đi từ từ thôi. Dạ. Mẹ, đây là gạo mới của năm nay, mẹ ăn thử đi. À, phu thê con biết hiếu thảo với mẹ, sao hai con không ăn đi hả? Dạ ăn. Dạ ăn ngay. À, mau bới cơm đi. Bới cơm đi. Dạ. Cự Nhi à. Dạ. Con không có tài sản, chỉ đi làm công, con có mệt không hả? À, mẫu thân à, hài như không mệt. Sau này qua loa thôi. Nhưng mà Cự Nhi à, nương tử con đã có thai rồi, sau này chúng ta cũng sẽ... Mẹ, không sao đâu. Ừ. Nói bậy. Trong ba loại bất hiếu, vô hậu đứng đầu. Mẹ biết rõ điều này mà. Dù như thế nào, mẹ cũng sẽ không để cho cháu của mẹ chịu khổ đâu. Nếu như khó khăn quá thì... Mẫu thân à. À, mẫu thân, Hà Nhi có cách giải quyết, mẹ cứ yên tâm đi. Cự Nhi à. Dạ. Con chịu khổ rồi. Mẫu thân à, Hà Nhi đường đường là nam tử hán, sao có thể để gia đình chịu khổ với con chứ? Ừ, ừ. Mẹ cứ yên tâm đi. À, được. Mau, mau ăn đi. Dạ. Ăn đi. Ăn mau cơm ăn đi con. Dạ. À, ăn đi con. Dạ. Ăn cơm. Nương tử à. Tướng công, ta đã hầu hạ cho mẫu thân ngủ rồi, nàng để một bên đi, ta sẽ rửa chân cho nàng. À, chàng không thể làm vậy được. Ừ, để thiếp tự. Nương tử à, nương tử. Nương tử à, bây giờ nàng đã là người có thai rồi, nàng chăm sóc cho cha mẹ, ta chăm sóc cho nàng là lẽ đương nhiên. Nàng cũng biết là mẫu thân luôn mong mỏi phu thê chúng ta sinh cháu cho mẹ. Nương tử à, nàng sao vậy? Sao không nói gì hết vậy? Thiếp thích nghe chàng nói chuyện. Nương tử à, nói thật lòng, sau này chúng ta có con trai, nhất định sẽ dạy cho con hiếu thảo với nàng. Ừ. Điều quan trọng trước mắt là chăm sóc cho mẹ thật chu đáo. Nương tử hiểu như vậy, ta rất mừng. Ta thay mẫu thân đa tạ nàng. Tướng công ngốc, mẹ chàng không phải là mẹ thiếp sao? Đúng đúng.
Đúng rồi. Nè, nhanh đi, rửa chân. Nè. Đây, nè. Coi chừng nóng nha. Cẩn thận đó, cẩn thận xe nè. Xin tránh đường đi, xin tránh đường. Cẩn thận xe tới, cẩn thận đó, cẩn thận đó. Mời ghé xem. À, ông chủ à, của ông đây. Ờ, à, được. Ghé xem đi công tử. Chạy tư, chạy con, chạy xanh đây. Đây. Tạm biệt, này thích muốn gì cái lưỡi cáo tư. Mua đi, vừa rẻ vừa đẹp đây. Nó chào em. Cha ơi, mua kẹo cho con đây. Cha tươi, cha mới, đẹp gì. Mời ghé xem qua, mời ghé xem qua. Mua giải đẹp đi cô nương. À, ông chủ à, tôi khi xong hết rồi. Đây là tiền công của cậu, cậu cầm đi. À, đa tạ ông chủ nha. Đa tạ ông chủ. Đa tạ ông chủ. Đa tạ ông chủ. Lần sau có việc cứ tìm tôi ạ. Dạ. Xin cảm ơn. À, xin tránh đường, xin tránh đường. Xin tránh đường ạ. Dạ không, đa tạ. Hàng mẫu mã đẹp lắm, bớt chút đỉnh đi. Lụa tơ tầm đây, lụa tơ tầm đây. Mẫu thân à, à, hôm nay là ngày lễ, mẹ ăn nhiều một chút nha. Đứa con ngốc nghếch này, bây giờ không phải là lúc mẹ nên ăn nhiều, mà là thê tử con nên ăn nhiều mới phải. Mong cho Quách gia chúng ta sớm ngày thêm đứa cháu trai mập mạp. Dạ. Mẹ cũng đã từ rất lâu rồi, mẹ luôn mong muốn hưởng niềm vui quây quần bên con cháu. Mẹ. Nè đúng rồi, cũng đã nhiều ngày lắm rồi, sao không thấy động tĩnh gì hết. À, mẹ, 10 tháng mang thai còn chưa có bao lâu mà, vẫn còn sớm. Vậy hả? Không lẽ mẹ nhớ lầm ngày rồi sao? Mẹ, không phải là mẹ nhớ nhầm ngày, mà do mẹ trông ngóng cháu quá thôi. Ồ. mời mẹ. Được. Mời mẹ. Nương tử à, đã no chưa vậy? Ừ. Mẹ, mẹ đã no chưa? Mẹ no rồi. Vậy để con dọn dẹp chén đũa. Nè, đừng để đó đi. Bây giờ con bụng mang dạ chữa để mẹ dọn cho ha. Mẫu thân à, nương tử, thôi hai người đừng tranh giành nữa, để con dọn cho. Để ta dọn cho ha. Nè. Đây. Dỗ. Bà ơi, dỗ. Dỗ. Trời ơi, bà mệt rồi không chơi nữa đâu. Không chịu, bà chơi với con đi mà. Không chơi, chơi trò mèo bắt chuột đi. Dạ. Chịu không? Bà ơi, con ở đây. Mà tới đây, mà tới đây đi. Không bắt được con đâu. Không bắt được con đâu. Mẹ à, mẹ. Tụi con về rồi. Mẹ, con muốn ăn kẹo hồ lô. Không được làm nũng biết không? Không chịu, con muốn ăn. Nè. Ngoan, nghe cha nói nè. Ngày mai cho mua cho con, chịu không? Dạ chịu. Cha luôn là người yêu thương con nhất. Ừ, vậy thì con phải nghe lời mẹ, hả? Dạ. Được, cha đi làm việc đi. Bà ơi. Lúc nãy con chơi có mệt không? Dạ không mà. Con nghịch ngợm quá. Sau này chúng ta chơi trò mèo bắt chuột nữa có chịu không? Dạ chịu. Ngoan. Con ngoan mẹ lắm đó. Tụi con đi nấu cơm đi. Được. Dạ. Bà ơi. Nhanh lên, bắt con đi.
Bác con đây. Ồ, từ từ thôi. Cẩn thận đó, coi chừng té nha. Cẩn thận một chút. Cẩn thận, cẩn thận. Ý. Xem ra tiền công của thắng này không đủ cho bốn người ăn rồi. Nè, chàng ra ngoài làm gì? Nhớ là không được nhịn ăn. Thiếp và con ăn ít chút cũng không sao. Chỉ có điều là mẹ con về mẫu thân tuyệt đối không được bớt khẩu phần. Bắt nữa đi bà, bắt nữa đây. Ráng chịu một chút đi. Có lẽ không lâu nữa sẽ đỡ hơn thôi. Trời ơi, không bắt được rồi. Thiếp sẽ đợi. Nương tử à, yên tâm đi, thiếp là nương tử của chàng. Kiếp này chúng ta không rời xa nhau. Mình sẽ không rời xa nhau. Mẫu thân à. Con mời mẹ. Ăn cơm thôi. Ăn cơm. Đi thôi. Đi cẩn thận à. Nè, mau ngồi đi. Cháu nè, ngoan. Con ngồi kế bà nha. Dạ. Mẹ, dạ đây. Đây. Nương tử nè. Nào, con trai. Ăn món này đi. Ăn cái này tốt cho sức khỏe. Mẹ, con mời mẹ. Được rồi, để mẹ tự gấp. Nè, má ăn đi. Nè, ngoan nha. Ăn cá đi, nè con ăn đi. Gấp miếng cá mẹ... cho con ha. Mẫu thân à, cá này tụi con đặc biệt để dành cho mẹ thôi mà. Đúng đó mẹ, không thể chịu hư trẻ con được. Chỉ mình con biết, mẹ không biết sao? Cháu ngoan. Nè, bà cho con nha. Nè, qua đây, bà bồng đút cho con ăn nha. Đây, không cần phải sợ. Bà bồng rồi đút cho con ăn ha. Để bà đút cho cháu cưng ăn nha. Ê, nè, ngoan. Giỏi. Con trai. Hai con bị làm sao vậy? Hai con không muốn cho hai bà cháu được yên ổn ăn bữa cơm hay sao? Mẹ. Mẹ. Được rồi, mặc kệ họ đi, chúng ta ăn ha. Ăn đi. Nè, bà đút con ăn cá nha. Đại phu. Bà không có sao đâu con. Con đừng có sợ ha. Đại phu à, sức khỏe của mẫu thân tôi. Mẫu thân của cậu do tuổi đã cao nên sức khỏe mới yếu thôi. Đợi lát nữa tôi kê một đơn thuốc cho bà ấy tẩm bổ. Còn thường ngày cậu nhớ cho bà ấy ăn nhiều đồ bổ một chút nha. Rồi sẽ ổn thôi. Dạ, đại phu à, đi thông thả. Đi thông thả. Bà có thấy mệt không? Không mệt. Cháu ngoan à, con thích ăn gì lát nữa nói cha con làm cho ăn. Dạ. Làm cho cháu của bà ăn. Làm đồ ngon cho cháu của bà ăn. Để cho cháu của bà lớn lên cao thiệt cao.
lớn lên giống như cha của con, có chịu không? Dạ chịu. Nương tử à, mẹ thương thằng bé như vậy, chúng ta mua đồ bổ cho mẹ, mẹ đều cho thằng bé ăn hết. Tiếp tục như vậy thì phải làm sao đây? Nương tử à, ta cũng biết điều đó, nhưng ta không còn cách nào khác nữa. Hay chàng đi nói với mẹ, còn không thì chúng ta sẽ nghĩ cách gì đó. Nếu không sức khỏe của mẹ sẽ càng yếu hơn. Mẫu thân à, đây là con cá đặc biệt con làm cho mẹ. Con vừa mới mua ở ngoài chợ, cá tươi lắm đó. Mẹ mau ăn đi. Đây, cháu ngoan của bà thích ăn cá nhất. Con ăn nhiều một chút nha, hả? Ờ, nè, mẫu thân à, con cá này đặc biệt con làm cho mẹ ăn mà. Sao mẹ cứ cho thằng bé ăn hoài vậy? Cháu của mẹ được ăn cá nhiều sẽ mau lớn, sau này sẽ cao giống như cha của nó, ha? Dạ. Mẹ, sức khỏe của mẹ không tốt, mẹ nên ăn nhiều đồ bổ. Không sao đâu, mẹ thích ăn món này mà. Cháu ngoan, nè. Ăn đi. Thôi ăn đi ha. Dạ mẫu thân. Mẫu thân à, đây là canh cá con mới hầm cho mẹ. Nè, mẹ mau ăn đi cho nóng. Nè, đây, con mau ăn đi. Mẹ à, mẹ, đây là canh con hầm cho mẹ mà. Cho mẹ bồi bổ sức khỏe, sao mẹ lại cho thằng bé ăn chứ? Thiệt tình, mẹ không có thích ăn canh cá, cháu của mẹ mới thích ăn canh. Đưa đây. Không đưa. Mẹ, đại phu đã nói mẹ cần phải ăn nhiều, bồi bổ sức khỏe thì mới mau khỏe lại được. Đại phu nói bậy thôi, mẹ không có sao. Đây. Con không được. Mẹ nói cho tụi con biết, chỉ cần bà già này vẫn còn sống, hai đứa con đừng hòng ăn hiếp cháu ngoan của mẹ. Đưa đây. Dạ. Không cho nó ăn. Không đưa phải không? Được. Được. Vậy bắt đầu từ hôm nay mẹ sẽ không ăn uống gì nữa hết. Mẹ cũng không uống thuốc luôn. Mẹ, chàng nghe lời của mẹ đi. Ăn đi. Mẫu thân à, như vậy đã được rồi chứ? Nào, mẹ uống thuốc đi. Được, để mẹ tự uống ha. Tướng công, thiếp nghĩ thông suốt rồi. Mẹ không còn, chúng ta không còn người thân trên đời này nữa. Còn cái, chúng ta có thể có lại. Nương tử, ta... Tướng công, lúc này cần phải cương quyết. Nương tử,
chúng ta không còn cách nào khác nữa hay sao? Mẹ rất thương cháu. Tấm lòng chúng ta nhận thay con nhỏ. Nhưng mà mẹ mất rồi, chúng ta đâu còn mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông của Quách gia. Nương tử, ta... Yên tâm, sau khi con lớn lên chắc chắn sẽ hiểu tấm lòng của mình. Lỡ như nó có phúc gặp một gia đình tốt, không phải càng tốt hơn sao? Hy vọng là vậy. À, con trai à, nè, nghỉ một chút đi ha. Nè. Nè con à, con ở đây ha, đợi cha một chút, cha đi rồi quay lại ngay. Cha ơi, cha định đi đâu vậy? Cha đi mua kẹo hồ lô cho con ha. Nhưng mà con đã có rồi nè. Con trai à, ngày hôm nay chúng ta ăn 2 cây. Dạ. Ngoan, con ở đây đợi cha nha. Dạ. Con trai, xin đừng trách cha mẹ. Cha ơi, đi từ từ thôi. Con bị làm sao vậy? Cứ bị đâm trúng hoài. Cẩn thận một chút ha. Không sao, mẹ con sẽ cẩn thận một chút. Con trai, con đã về rồi. Dạ. Mẫu thân à. Ý, không phải thằng bé đi ra ngoài giết con sao? Sao không thấy thằng bé đâu hết vậy? Thằng bé đã đi chơi với bạn rồi mẹ. Đi chơi rồi. Trời ơi, mẹ không nhìn thấy thằng bé thì mẹ rất nhớ. Sao con về đây được vậy? Con đợi không thấy cha cho nên con tự về. Cháu ngoan, mau mau lại đây với bà, mau lên.
Dạ. Mau lên. Thưa bà. Cả ngày bà không nhìn thấy bà con ơi. Bà nhớ lắm. Con chạy đi đâu vậy? Hả? Con chạy đi đâu? Bà thấy nhớ con lắm đó. Tương Công. Có lẽ chúng ta phải nghĩ cách khác thôi. Con đi chơi có mệt không hả? Dạ không mệt. Con ngồi ở đây, ở bên cạnh bà đi ha. Nương tử à, ta nhờ người xem phong thủy ở đây rất tốt. Ta có lỗi với con. Con sẽ tha thứ cho chúng ta. Con có tha thứ cho chúng ta không? Chỉ có ông trời mới biết. Cha đang dựng nhà. Dựng nhà sao? Dựng nhà hay quá. Con giúp cha một tay. Ở đây. Ở đây với mẹ thêm một chút nữa ha. Không được không được. Không thể nào ra tay được đâu. Nhưng chúng ta còn cách nào khác đâu. Nương tử à, hổ dữ còn không ăn thịt con. Nàng nói đi, làm sao mà ta nhẫn tâm ra tay được chứ hả? Nhưng mà hiện nay mẹ đang rất yếu. Nếu như con mình vẫn tiếp tục liên lụy tới mẹ, chàng có chịu được không? Chàng không thấy có lỗi với mẹ sao? Nè nương tử à, người mà chúng ta muốn chôn là con ruột của chúng ta đó. Nó còn nhỏ như vậy, làm sao mà chúng ta có thể nhẫn tâm ra tay được chứ? Không có con trai, thiếp lại sinh cho chàng. Nhưng mà mẹ không còn, chàng đi đâu tìm đây chứ? Con trai, ở đây mẹ có rất nhiều đồ. Nè, mẹ mới mua đó. Còn có kẹo hồ lô nữa. Nè, cầm đi. Mẹ cho con. Mẹ, nhiều đồ quá, chúng ta phải để dành tiền để trị bệnh cho bà nữa. Về chuyện của bà con, có cha con lo rồi. Con không cần lo ha. Ngoan. Mẹ nhìn con chút nữa. Để mẹ ôm con nào. Con trai, mẹ ôm con thêm chút nữa. Mẹ, tại sao mẹ lại khóc vậy? Mẹ không sao, không sao. Mẹ ôm con thêm chút nữa. Nương tử à. Con nương trai, tử à, mau tới đây đi. Đừng đi. Mẹ, cha đang gọi mẹ kìa. Mau tới đây nè. Không được đi. Nương tử à, nào mau tới đây đi. Nương tử. Không được đi. Nương tử à. Nương tử à. Cha tới rồi. Nương tử à, nào nhìn nè. Tướng công. Là vàng đó. Đây là vàng của nhà chúng ta. Chúng ta có tiền rồi. Không cần phải chôn con nữa. Ông trời có mắt. Ông trời có mắt rồi. Con trai. Con trai. Mẹ không bao giờ xa con nữa. Mẹ không bao giờ chúng xa ta có tiền con rồi. Nữa. Ông trời có mắt mà.
chúng ta không cần phải chôn con nữa rồi. Tướng công, những chuyện như vậy ông giết lại làm gì không biết. Thì tuy là câu chuyện đơn giản thôi, nhưng muốn nói là người tốt sẽ gặp điều tốt. Nhưng mà hiếu thảo như vậy đúng là rất ngu ngốc. Ta hiểu điều này. Quyển sách này nếu được lưu truyền đến nơi nào đó, nếu như có ai đó đọc được câu chuyện ở trong quyển sách này sẽ tốt với phụ mẫu của mình hơn một chút hả? Thiếp thấy hiện nay người hiếu thảo với phụ mẫu của mình càng ngày càng ít đó. Đúng vậy. Sưu thần ký, sưu tầm chuyện thần kỳ. Nam mô A Di Đà Phật.
đã phật nam mô a di đà 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 phật Nam mô.